chất rồi Tết rồi dắt cháu ngoại đâu à? Lên kiếm mày với Tân Nguyễn. Rồi đây. Ba ông. Ba ông. Ba lì chị chứ. Má mày lên ba kia. Chưa lên. Để anh gửi xe bên đây nè. Lên đó rồi. Rồi rồi chừng nào ba gặp ba lì xì cho. Mẹ gặp chờ rồi thì tôi quá chờ. Đấy. Ừ, con mày chồng chồng con chồng mọi người. Ê mọi người. Nè. Vui vẻ nha. Đó lì xì cho ma hết luôn á. Rồi lên trên kia gỡ ba. Rồi rồi. Rồi rồi. Lâu quên rồi. Đấy rồi lên này nè. Lầu 1 phải gì á? Ừ, đẩy lên. Mẹ chứ mẹ mày cầm bi lên giùm cho. Ơ ba ơi. Ta đẻ con. Trời ơi mày chắc tao nổi tí hơn. Tao nổi. Trời tin bà lên nổi với tiền bi. Chi. Lầu 1 á, mày lên thấy ai ca là mày quẹo lên nhà đó. Hôm nay có tiệc tùng gì mà mời lên nhà chị Sương chốt. Đám dỗ. Đám dỗ hả? Gắt tao lên với mày bỏ vậy bà. Rồi chú nhiều lại không thấy thùng bia đâu bà con. Con muốn dắt ngoại lên này heo. Mày nè. Dắt ngoại lên thôi, chúng ta ngoại lên. Chúng ta ngoại lên. Lên lầu 1 mà. Tết có bán không em? Nay đột nhập nhà chị Sương có nghe nói có đám giỗ mọi người ơi. Thì lại chơi, chị mời lại. Con chị hiểu ba không? Không có đâu. Trời ơi trời nhớ cho ba. Tết là vô lúa ha, tiền không ha, ba lì xì không ha, vui ha. Ủa sao không mấy ba. Dài Tết đi chúc Tết. Tiền bộ quá bỏ không vừa. Thôi để ngoài đi. Hôm nay là nhà chị Sương đóng giỗ rất là vui luôn. Hôm nay anh em tụ họp đây rất vui lắm. Hải sản thì ở nhà chị đem lên mua ghẹ rồi đầy đủ rồi. Hôm nay anh Tuấn Nguyễn góp vui một bài đoạn buồn đêm mưa. Lý ra anh phải hát một đoạn buồn gì đêm buồn tỉnh lẻ mới đúng á. Đây là buồn tỉnh lẻ nè. Đêm buồn tỉnh lẻ hai người ca rồi. Dạ. Sương nào chơi cái đó. Hồi nãy xong ca rồi. Nè đoạn buồn đêm mưa cái nào chỉ đi. Hát cái bài này xong đừng khóc nha. Khóc là không được đâu á. Thank you.
đình được hạnh phúc, nhiều sức khỏe. Tặng cho mấy chị em một bài ca, ca trước với sau, hoa trời mái tóc. Yeah.